Sáng ngày 15 tháng 11, nước lũ ở sông Hoài đoạn qua trung tâm phố đi bộ Hội An lên chậm dưới báo động 3. Nước dâng lên từ trưa ngày 14 tháng 11 khiến phố cổ ngập nhiều tuyến đường. Theo thông báo của chính quyền Hội An, do nước ngập sâu, có nhiều nơi nước dâng trên 1 mét nên các trường học ở xã Cẩm Kim, Cẩm Nam, Minh An, Thanh Hà được tạm nghỉ học. Một số hoạt động tham quan ở trung tâm phố cổ Hội An vẫn diễn ra bình thường. Lục là cảnh thường thấy ở phố cổ trong mùa mưa bão. Có năm nước lụt lên trên báo Đồng 3 như năm 2017 tạo ra những cảnh tượng lạ mắt. Hội An nằm sát sông, ở hạ nguồn sông Thu Bồn, nên cư dân ở đây từ lâu đã xem việc sinh hoạt, buôn bán kinh doanh trong lũ là điều bình thường. Dù vậy cũng không tránh khỏi những phiên toái thiệt hại nhất định.